Xin chào mọi người, hôm nay cả nhà mình lại đi La Ghi Bình Thuận và dọc đường có ghé ở chợ Tân Thắng. Thì đối diện chợ Tân Thắng sẽ có một cái chỗ bán bánh căn, nhà mình ghé vô ăn lót bụng rồi đi tiếp nè. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Cá kho ăn nữa, bánh căn này ngon lắm. Cái đó là cá kho hay là gì cô? Không, xí mại, xí mại, xí mại. Mà ăn chung với bánh căn ngộ ta ngon lắm em, có trứng nữa hả, có nhiều nguyên liệu quá hả? Không không không, cái đó xíu mại. Còn cá kho là chỗ nào? Ý là trong son á, xíu mại cá kho kia ngộ ta. Có nhiều người ở vô hả, có ngày chào bảo không có con. Con kho cá, con kho cá tư à, cái cá không có kho. Người hỏi không có cái kho. Có cá với lại gì đó, chú mại là 30, chưa thấy có cá nha. Cá đó là cá gì vậy chị? Cá nục đó em ạ. Đâu em đâu thấy có tô nào có cá đâu. Dạ được. Đâu cá đâu nè, cá à. Bỏ cá vô riêng hả hay sao? Thường em muốn chan trong đó em chan. À, ăn cơm với cá, à, quên phải ăn cơm bánh căn với cá là 30.000 hả? Còn bánh căn kia bình thường là 25. À, để em cắn, em qua em ăn thử cái này đi. Dạ rồi, dạ rồi. Em đưa đây em. Sao mà xíu em lấy cái chén nhỏ em cứ để vô rồi, đây. Ăn rồi, ăn một miếng bánh căn nè. Để lên cái chấm vô một, rồi. 1 2 3 4 5 chập rưỡi. Ăn với cái gì? Ăn gì thôi hả? Gấp đồ lên chứ. Rồi. Đúng rồi. Rồi. Ngon không? Dạ, đưa dĩa nóng cho bé Thảo kìa bé Thảo. Ngon ha, nhìn màu hấp dẫn ha. Chấm vô. Chiu. Chiu. Đấy, bà dọn lên kia rồi. Không, sát bên đây luôn em à. Sát đây nè. Cũng dọn rồi gần đây hả? Ở đây này, bên đây nè. À, qua khỏi chị cục đây chút đi đó. Dàn bên mà. Thì cứ có cái bảng bự là người ta vô ăn thôi chứ có gì đâu. Để bảng đó. Đâu cần đâu, ông này ông chạy ngang cái ông thấy là vô rồi. Là em tự nhờ cái bạn mượn, nhờ cái bạn mượn khói bốc lên nghi ngút kìa. Đầu có người vô mua nha, cũng đông khách mà, khách mua bánh căn bắt đầu đông rồi nha. Chợ có khách mới nữa nè, đó mua bánh ăn nha, bán cũng được quá hả, ăn thối tiền. Bán mấy năm rồi? Gần 4 năm nha. Dòm túi tiền của chị nè. Dòm túi tiền của chị không có ớt xay con ơi, giàu lắm đó nha. Ớt trái cũng ngon mà.
chỗ mình bán á, là đối diện bên kia là chợ gì chị? Chợ Tân Thắng. Chợ Tân Thắng hả? Là ở đây thuộc La Ghi chưa? Ở đây Tân Thắng. Bây giờ La Ghi. Tân Thắng rồi qua bên kia mới La Ghi hả? Đối diện chợ Tân Thắng hả? Cách mười mấy cây nữa về La Ghi. Có một cái quán bánh căn bé bé xinh xinh. Bao nhiêu tiền vậy chị? 6 phần 165 một chén cá thêm. Cũng ok ha, ăn cũng được. Vừa đủ lấp bụng ha. Đúng rồi, phải đeo bịt mặt như vậy nè mới làm việc được. À, quay qua em dòm cái coi. Chúng ta đâu? Yeah. Vui ha. Đúng rồi. Cái hơi nó nóng á, ám khói ám lửa lên mặt. Nội thảy bánh ra là cháu nội dít một cái, dít cái xong thảy ra quá dữ luôn, quá ngầu luôn. Không biết có dừa, trong cái bột đó có nước dừa không chị? Không, bột không á, bột gạo không á. Cảm ơn mọi người, khi nào mà có thời gian thì ghé ở đây ăn thử nha. Đối diện chợ Tân Thắng, gần đến La Ghi, Bình Thuận.